công ty phân phối toàn cầu Abacus Việt Nam là một trong những liên doanh với nước ngoài đầu tiên của Vietnam Airlines, ra đời từ năm 1995, đúng vào thời điểm ngành vận tải hàng không bắt đầu giai đoạn phát triển bùng nổ. Cơ hội lớn nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức mà đội ngũ Abacus Việt Nam đã vượt qua để tạo nên sự phát triển ấn tượng trong suốt 15 năm qua. Một cái bộ phận cấu thành của một cái ngành rất là nhạy cảm với các cái biến động của môi trường bên ngoài, chiến tranh, dịch bệnh, rồi là các cái khủng bố, vân vân. Thế thì thường là khi xảy ra như vậy thì chúng tôi bị ảnh hưởng rất sớm và rất nhanh và cũng rất là mạnh. Cái khó khăn thứ hai tức là cái mức độ tiêu chuẩn hóa, ý tôi muốn nói là các cái tiêu chuẩn quốc tế của ngành thì hiện nay là tại Việt Nam chúng ta là cũng còn rất là hạn chế so với lại các cái nước khác. Và cái khoản thứ ba là cái thói quen của người sử dụng. Blue Sky là một trong những đại lý đã gắn bó với Abacus Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Các dịch vụ của Abacus Việt Nam đã giúp đại lý nâng cao rõ rệt hiệu quả kinh doanh của mình. Mục tiêu của đại lý là cung cấp cho nhiều hãng hàng không khác nhau. Thì sau khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty Abacus thì công việc của chúng tôi trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Sau 15 năm hợp tác cùng Abacus sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Abacus thì chúng tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Mới gia nhập thị trường được 5 năm, nhưng với đại lý HPT, sử dụng giải pháp và dịch vụ của Abacus luôn là ưu tiên hàng đầu. Với HPT, tính ưu việt, khả năng hỗ trợ khách hàng và nâng cao năng lực là những điểm mạnh mà dịch vụ Abacus mang lại. Chúng tôi quyết định sử dụng dịch vụ Abacus bởi vì chúng tôi đánh giá rất cao sự ưu việt của hệ thống. Thứ hai, sự hỗ trợ từ Abacus Việt Nam rất là tốt, từ đội ngũ nhân viên phục vụ cho đến lãnh đạo hãng. Thứ ba, khi sử dụng dịch vụ Abacus đã rút ngắn cái thời gian phục vụ khách hàng cũng như nâng cao cái tính chuyên nghiệp của phòng vé chúng tôi. Ngay từ những bước đi đầu tiên, Abacus đã tạo dựng được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và giải pháp cho ngành lữ hành tại Việt Nam. Tới nay, Abacus Việt Nam đang cung cấp dịch vụ cho hơn 800 điểm đại lý, giải khắp 33 tỉnh thành, có hoạt động lữ hành nhộn nhịp nhất cả nước, thông qua hơn 2.500 thiết bị đầu cuối. Tính năng vượt trội của Abacus cho phép đại lý tra thông tin, đặt chỗ và bán vé máy bay một cách chính xác, nhanh chóng và thuận tiện. Đại lý du lịch và Abacus đã cùng đồng hành và là đối tác tin cậy của nhau. Định hướng hợp tác giữa AST và Abacus từ trước đến nay đã được thể hiện rõ nét là đối tác chiến lược lâu dài, và trong tương lai, AST vẫn tiếp tục hợp tác với Abacus để cùng sinh lợi và phát triển. Nhằm duy trì thế chủ động của mình, Abacus Việt Nam luôn nỗ lực cho mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ mới phù hợp để tung ra hàng loạt sản phẩm và giải pháp hỗ trợ đắc lực cho việc kinh doanh của khách hàng. Đào tạo là một lĩnh vực mà Abacus Việt Nam quan tâm hàng đầu. Tính tới nay, Abacus Việt Nam đã tiến hành hàng nghìn khóa học, đào tạo nghề cho gần chục nghìn lượt nhân viên đặt chỗ, bán vé của đại lý du lịch. Không dừng lại ở những thành công đã đạt được, Abacus Việt Nam đang nỗ lực để khẳng định vị thế và nâng cao tính cạnh tranh của mình tại thị trường Việt Nam. Con đường Abacus đã bắt đầu từ 15 năm trước đã được khẳng định là đúng đắn. Đã đến lúc Abacus Việt Nam hướng tới những dự định xa hơn cho tương lai. Chúng tôi đã có mặt, đã thành công ở thị trường 15 năm và chúng tôi sẽ tiếp tục có mặt và tiếp tục thành công thông qua việc là phục vụ cái cộng đồng của mình tại thị trường Việt Nam. Cụ thể là chúng tôi sẽ tập trung vào hai cái mảng chính. Mảng thứ nhất là sẽ triển khai tất cả những cái giải pháp và sản phẩm cũng như là những cái chất lượng dịch vụ thuộc thế mạnh của Abacus. Và cái mảng thứ hai tức là cũng đầu tư cho cái việc nâng cấp và tiêu chuẩn hóa của cái thị trường của mình thông qua các cái hoạt động đào tạo huấn luyện các cái tiêu chuẩn quốc tế của ngành.
Với những tiềm năng chưa được khai phá của Việt Nam, con đường mà Abacus sẽ đi còn rất dài phía trước. Nhưng mỗi thành viên của gia đình Abacus Việt Nam đều cam kết rằng họ sẽ tiếp tục đi trên con đường ấy. Đối với Abacus chúng tôi thì sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo giá trị. Abacus là lựa chọn cho sự nghiệp của tôi. Chúng tôi cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Abacus, hợp tác với Abacus để cùng sinh lợi và phát triển.